Chào các bạn, hôm nay mỹ phẩm Nga Fair Food xin giới thiệu với các bạn về một cái dòng dược mỹ phẩm mà cũng khá là nổi tiếng tại Nga. Đó là cái dòng Lyca Aesthetic. Đây là cái dòng mà nó cũng có cái thiết kế khá là tương đồng với lại Tiana, nhưng mà nó cao cấp hơn hẳn Tiana ấy. Và nó đạt được cái hiệu quả thực sự là thuyết phục hơn Tiana rất là nhiều. Trước đây thì mỹ phẩm Nga Fair Food cũng giới thiệu với các bạn về cái dòng dược mỹ phẩm Tiana này, thì cái dòng C1 này là một trong những sản phẩm mà được rất là nhiều shop săn đón và khách hàng người tiêu dùng, ai đã từng dùng nó thì đều rất là ấn tượng. Tuy nhiên thì là sau một thời gian nghiên cứu thì bên mình cũng thấy rõ là có những cái bất cập mà Tiana C1 mang lại, ví dụ như là nó không thể xử lý được những cái vấn đề về nám sạm này, và nó cũng không dùng được cho những cái vấn đề da, ví dụ như là da mụn này, da nhạy cảm này, da mỏng này, bởi vì cái thành phần của C1 đấy, Tiana C1 đấy, chủ yếu nó có là axit hyaluronic ấy, thì nó có tác dụng nó là dưỡng ẩm cho da, cho nên là khi bạn bôi lên thì bạn sẽ cảm giác là nó căng mướt tức thì. Và cái vitamin C chiết xuất từ chanh, tuy nhiên là cái chiết xuất từ chanh thì nó có cái tính axit nhẹ, nó rất là dễ là bắt nắng cực kỳ cao nếu như mà bạn không có chống nắng tốt, và nó rất dễ là bào mòn da, chính vì thế là trong một số trường hợp dùng rất là dễ bị kích ứng. Và nếu mà da mỏng thì thường thường là bên shop bên mình khuyên cáo là không nên dùng, mà nên phục hồi da hoặc là tăng cái lớp bảo vệ của da thì bắt đầu mới sử dụng sang được cái C1 này. Chính vì thế ngày hôm nay Fair Food xin giới thiệu với các bạn về một cái dòng sản phẩm mà nó cũng mang lại cái hiệu quả tốt hơn cái Tiana, các dòng của Tiana, và thành phần của nó tuyệt đối là cao cấp hơn, và cái hiệu quả thì chắc chắn là đã được kiểm nghiệm trong suốt quá trình 5 năm nghiên cứu của bên mình. Đó là cái dòng dược mỹ phẩm Lyca Aesthetic của cái tập đoàn PNM ấy. Thì là cái Lyca Aesthetic này thì là nó cũng dạng đóng gói như của Tiana, nhưng mà nó vượt trội hơn về cách thức đóng gói, tức là nó dễ mở hơn này, bạn cũng không cần phải làm dùng kéo cắt hoặc là lấy bơm kim tiêm bơm ra, mà nó rất là dễ mở này. Và hơn nữa là nó là 100% tự nhiên. Ví dụ như là cái dòng trị nám sạm của trắng da và trị nám sạm của Lyca ấy, cái dòng của Tiana thì là không thể dùng được cho da dầu, cho mẹ bầu và cho con bú, bởi vì Tiana nó cũng khuyến cáo là các cái dòng serum của nó thì là serum dạng ống của nó thì nên cẩn trọng đối với mẹ bầu và cho con bú. Còn đặc biệt là đối với cái dòng Lyca này thì các mẹ bầu có thể ăn yên tâm để sử dụng, bởi vì nó 100% tự nhiên các bạn nhé. Trên vỏ hộp có ghi rõ 100% tự nhiên, nó khác hẳn với lại Tiana kia là Tiana thì không ghi rõ 100% tự nhiên, bởi vì để ghi được cái 100% tự nhiên này và được sự chấp thuận của Bộ Y tế Nga thì nó rất là khó khăn, nó phải thực sự là thành phần phải là tuyệt đối an toàn và đúng là 100% tự nhiên thì bạn mới được quyền ghi trên vỏ hộp như này. Đấy. Và chính vì thế mà nó có thể dùng cho cả phụ nữ mang thai và cho con bú. Và một cái đặc điểm nổi trội nữa của cái dòng trắng da trị nám Lyca Aesthetic này thì nó có khả năng đó là dành được cho cả da mụn, ví dụ như là bạn bị mụn trứng cá để lại nhiều vết thâm và rất là khó xử lý sau khi bị hết mụn ấy, thì dòng này lại tuyệt đối là rất là perfect, hoàn hảo cho bạn ấy. Tức là nó có khả năng là xử lý được các vết thâm do mụn để lại này, và nó điều trị cả mụn trứng cá nữa. Đó là một cái thành quả mà mình nghĩ là không phải sản phẩm nào cũng dùng được, vì nó rất là an toàn cho da mụn. Cái dòng và hơn nữa cái thành phần của nó mà thuyết phục để trong cái vấn đề trị mụn đó là axit kojic, thì không mà cái axit kojic này thì các bạn cũng có thể tham khảo trên mạng ấy, có rất là nhiều công trình nghiên cứu về cái thành phần này, và nó hoàn toàn tự nhiên và nó có khả năng là xử lý nám sạm, đặc biệt là những cái nám sạm mà bị từ 10 năm trước. Đấy là một trong những cái sản phẩm mà mình nghĩ là các bạn cũng nên tham khảo và sử dụng, và chắc chắn là nó sẽ mang lại cái hữu cho các bạn này. Thế thì trong video này mình xin giới thiệu qua cái công ty về sản xuất về cái dược mỹ phẩm này, và cũng giới thiệu qua những cái ưu điểm và các cái dòng sản phẩm của cái dược mỹ phẩm này để các bạn có thêm nhiều lựa chọn này. Cái dòng sản phẩm của hãng Lyca Aesthetic thì nó được là sản xuất bởi cái tập đoàn mỹ phẩm là PNM này. Cái nhà sản xuất này thì nó là kết hợp các cái công thức truyền thống của Nga với những cái sản phẩm là hoàn toàn tự nhiên này,
và nó kết hợp với những cái các nghiên cứu về các cái nghiên cứu thử nghiệm của các cái nhà sản xuất có cấp độ ở cấp độ quốc tế, thì để đưa ra những cái lại sản phẩm tốt nhất, kết hợp giữa công nghệ, kết hợp giữa khoa học và tự nhiên, và nó không chứa chất bảo quản và nó đặc trị cho các vấn đề khó nhất của da. Đấy, ví dụ như là các vấn đề về nám tàn nhang này, mụn trứng cá này, hậu xong mụn trứng cá này, giảm nếp nhăn sâu trên khuôn mặt này, thải độc cho da và xử lý các vấn đề về da khô, da nhạy cảm, da nổi mạch máu dưới da này, các cái vấn đề về chảy xệ và mất độ đàn hồi, rồi là béo mặt đấy, hiện tượng hai cằm này, và nó giúp cho là vấn đề thon gọn khuôn mặt và định hình lại đường nét khuôn mặt. Thì đây là cái dòng nó tập trung rất là nhiều các cái đặc tính là tuyệt vời ấy, thì để các bạn có thể nghiên cứu. Và hơn nữa là cái ưu điểm của cái dòng dược mỹ phẩm Lyca Aesthetic này thì nó là sản xuất 100% là tự nhiên, an toàn cả cho phụ nữ mang thai và cho con bú, và nó được sản xuất tại cái khu vực mà sinh thái sạch nhất của Nga, để nó đảm bảo được cái tính là thứ nhất là an toàn cho sử dụng, và thứ hai là tính tinh khiết của sản phẩm. Đây là một trong những yếu tố mà không phải nhà sản xuất nào cũng có thể đáp ứng được, bởi vì tất cả các cái quy trình sản xuất của nó thì đều được kiểm nghiệm bởi cái hiệp hội Cosmo của Thụy Sĩ và Pháp, cho nên là đảm bảo rất là 100% là cái tính an toàn cho sử dụng này. Và tất cả các cái sản phẩm này đều được chế tạo ra bởi các cái chuyên gia mà dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ và dược phẩm đấy. Họ có khả năng là đưa dạng vào những cái áp dụng những cái công trình nghiên cứu mà hiện đại nhất để đưa ra những cái sản phẩm mà mang tính là đột phá nhất. Và hơn nữa là tất cả các cái sản phẩm của cái dòng này thì nó đều ghi bằng hai tiếng, đó là tiếng Anh và tiếng Nga, cho nên các bạn cũng dễ dàng có thể tìm hiểu thông tin rất là rõ ở trên trên mạng, hoặc là các bạn biết tiếng Anh thì cũng có thể là rất là dễ hiểu để nghiên cứu về cái dòng sản phẩm này này. Và các cái và một trong những cái đột phá của cái dòng này đó là cái công nghệ là peptide. Thì như các bạn đã biết là công nghệ peptide là một trong những công nghệ mà nó giúp là cái dưỡng chất nó đi sâu vào bên trong của các lớp của da, và nó xử lý cái vấn đề từ các lớp bên trong đấy. Hơn nữa là các cái thành phần ấy thì là 100% tự nhiên rồi, và nó có những cái thành phần, nói chung là nó không có chứa chất bảo quản độc hại, không có chứa paraben, SLS và thuốc nhuộm hóa học. Thì các cái sản phẩm của cái dòng này thì nó cũng khá là đa dạng, giống như kiểu TNA, nó có dòng là trắng da trị nám này, rồi là các cái dòng về chống lão hóa này, chống lão hóa và trẻ hóa da này. Các cái dòng chống lão hóa và trẻ hóa da thì là mục đích của nó là giúp là giảm nếp nhăn này, tăng cái độ đàn hồi của da và cho cái và cung cấp bổ sung cái collagen cho da này. Các cái dòng về thải độc cho da, thải độc cho da thì là rất là quan trọng cho tất cả mọi loại da, nhất là trong cái vùng đô thị, khu vực đô thị ngày nay rất là nhiều chất ô nhiễm bức xạ, và da nó rất là dễ bị sạm đấy. Khi mà bạn ngồi, nhất là nhiều dân văn phòng ngồi máy tính nhiều cũng da rất là dễ bị sạm, thì đây là một trong những sản phẩm mà cần có để cho các bạn có được cái làn da như ý này. Và cái dòng serum hyaluronic, cái acid hyaluronic thì rất là tốt trong cái vấn đề là dưỡng ẩm da và xử lý các vấn đề da khô, bong tróc và da mất cái độ tươi mới. Thì đây là một trong những sản phẩm mà nếu mà ai mà có cái da mà nhợt nhạt thì bạn cũng có thể sử dụng để dùng này. Dòng serum cho da mỏng và nhạy cảm, nổi mạch máu dưới da này. Cái dòng này thì nó cam kết là xử lý dứt điểm những cái vấn đề về đỏ da này, khi mà đi ra ngoài trời nắng này, da mà sử dụng quá nhiều mỹ phẩm tẩy nám trắng da rồi là bị mỏng da rồi là đỏ mặt và nổi gân máu dưới da, thì đây là một cái dòng cũng khá là tốt và hoàn toàn tự nhiên, các bạn có thể thử để tham khảo này. Dòng serum Botox, đây là cái dòng này thì nó sẽ bổ sung collagen, elastin và tế bào gốc thực vật để giúp cho cái da sẽ căng mịn này và chống lão hóa. Trong mỗi một cái hộp này thì đều có 10 ống, và mỗi một cái ống thì nó thiết kế rất là tốt hơn cái TNA rất là nhiều. Nó có khả năng là bạn có thể tự mở bằng tay và nó rất là dễ dàng. Chỉ cần bật nắp nhẹ như này. Đây. Khi mà bật nắp lên thì các bạn lưu ý là khi bật nắp lên nó sẽ có một cái khớp
ở phần thiết này các bạn chỉ cần bẻ nhẹ ra này đấy, và cái mở ra rất là dễ dàng, nó không giống như kiểu Vienna, cho nên là các bạn cứ yên tâm, việc lấy dưỡng chất ra rất là dễ dàng. Đó. Và tại mỹ phẩm Nga thì là chắc chắn là có đầy đủ các tập hóa đơn hợp đồng của ký kết giữa hai công ty với nhau, cho nên các bạn nếu mà muốn một cái sản phẩm an toàn và chất lượng thì chắc chắn là Fairfood luôn là cái nơi mà các bạn có thể gửi gắm niềm tin này. Các cái catalog về sản phẩm ấy, về sản phẩm này thì các bạn cũng có thể tham khảo tại trụ sở của công ty này, hoặc là nó có hoặc là trên website của công ty giới thiệu đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm để đảm và các cái cách sử dụng này để làm sao mà cho có các bạn đạt được cái hiệu quả sử dụng mà tốt nhất đấy. Thì cái dòng này là 100% tự nhiên. Và cái hiệu quả sau sử dụng, tức là mỗi một cái sản phẩm họ đều trích dẫn là cái hiệu quả sau sử dụng nhé. Các bạn có thể yên tâm là chắc chắn là nó sẽ đem lại cái hiệu quả để cho các bạn. Và bất kể một cái thắc mắc nào về sản phẩm ấy hoặc là cách sử dụng nào, các bạn đều có thể liên hệ qua website của chúng tôi hoặc là qua Facebook của chúng tôi, và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, và chúng tôi luôn luôn cam kết đó là Fairfood luôn là cái cơ sở mà có thể mang lại những cái sản phẩm mà tốt nhất, an toàn nhất và đảm bảo cái tiêu chuẩn tiêu chí tốt nhất cho cái người sử dụng ạ. Xin chào.